Có củ nhỏ, củ bự đủ loại hết á. Cái này cũng dễ nhổ hả chú, dễ. Có cái đầu kia nó hơi cứng á. Chỗ đó nó chai chút xíu hả? Dạ. Chỗ này nó xếp sợp phải không? Dạ, chỗ này dễ nhổ hơn nè. Ui, cũng vậy. Bởi vì hồi nãy con nhổ bên kia con thấy xăm nó cứng quá, nhưng mà nó không lên á. Con sợ chú. Cái đường người ta đi đó. Wow. Ở chỗ chú Năm cũng có củ cải 1 2 3 4. Đây. Giống củ sâm quá ha. Dạ, giống củ nhân sâm ghê luôn á. Ui, cũng dễ cắt ra. Dễ quá. Nó có mọc thêm cây gì ở đây nhóc trơn này chú Năm ơi. Cây thuốc đó là loại thuốc nam đó. Dạ. Thuốc nam đó. Rồi rồi cái này chú có trồng hay là tự mọc? Tự nó mọc à. Dạ. Rồi vậy nó có bị hút chất dinh dưỡng của cái củ cải mình không chú? Hồi nhỏ đâu có, lúc mấy nó mưa sao này nó lên, chứ không có cây có bông rồi lên chứ. Dạ. Rồi thấy vậy chú không cũng để không có nhổ luôn hả? Nếu mà nhổ chắc cũng mất thời gian lắm đúng không chú? Nhổ cái sượng mà cái cải không có nhổ. Dạ. Nhổ rồi bị sượng mấy cái cải hả? Con thấy đằng kia còn mọc tùm luôn á. Nhổ cái nó sượng. Dạ. Dạ. À, nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Xin chào mọi người. Chú Năm chào mọi người đi. Yeah. À đó kìa. Dạ, còn có thêm một chú và một anh nhổ củ cải nữa. Thì ngày hôm nay mình đang có mặt tại đám củ cải nhà của chú Năm cuốn đó các bạn ơi. Thì tổng cộng không biết là ở đây là chú Năm mảnh đất này là được bao nhiêu công hả chú Năm? Này nửa công 504 mét. Dạ, nửa công. Nửa công đất. Vậy là tính là nửa công đất đi. Yeah. Là đất này là đất nhà hay là đất chú mướn? Đất nhà. Dạ. Dạ. Là chú được bao nhiêu công đất hay là chỉ có bao nhiêu thôi? Bao nhiêu mà, có bao nhiêu ạ? À, có bao nhiêu đây thôi, ở sau trường học. Dạ. Rồi hàng ngày nhà chú Năm làm nghề gì chú Năm? Chú Năm làm bảo vệ trường đó, rồi bán đồ chút đỉnh sống. Dạ. Làm bảo vệ ở trường học. Dạ. Dạ. Rồi năm nay chú Năm bao nhiêu tuổi rồi? Năm 57 tuổi rồi. 57 tuổi rồi. Rồi nhà chú là chú sống với ai? Sống với hai chồng với hai đứa con. À, hai vợ chồng với lại hai người con. Dạ. Con chú năm nay còn đi học không? Còn đi học. Dạ. Học lớp mấy rồi chú? Đang học lớp 9. À, học lớp 9 rồi. Rồi ở đây là ngoài cái chuyện mà làm ở trường ra thì chú còn phải về để trồng rẫy nữa hả? À. Chú trồng củ cải này lâu chưa? Này trồng hay là tháng 50 ngày à? Tháng 50 ngày. Dạ. Là lố rồi đúng không chú? Lố mấy bữa bị ấy là cái... Thường á mình trồng củ cải này nè thì là con thấy là người ta thu hoạch là khoảng tầm tháng hoặc là tháng 20 ngày, tháng 30 ngày. Này là hơi lố ngày đúng không chú? Tháng rưỡi. Tháng rưỡi này 50 ngày nè. Là lố 20 lố, ngày. Lố 5 ngày, lố 5 ngày. Dạ. Lố 5 ngày. Dạ. Lố 5 ngày chứ không phải. Cái củ cải của chú Năm trồng á sao nó bị mấy cái hà ăn như thế này nè, là nó bị lâu chưa chú có? Này nó mới bị. Dạ, mới bị gần đây thôi hả chú? Mới bị gần đây cho nên bán thì cũng không có được, cho nên nhờ anh em phụ nữ ta tiếp. Dạ. Cái này kia cũng hỗ trợ để lấy tiền phân thuốc sâu lại. Dạ, giống như thế này là bán không có được luôn hả chú? Dạ, bán hơi khó. Con mở bên trong ra được không? Ý, chú mở giùm con. Đây, dạ, thì ở bên trong á thì nó rất là ngon luôn, nó không có bị gì hết á các bạn ơi. Nhưng mà về phía bên ngoài á thì nó bị mấy con hà ăn như thế này nè, cũng giống như đám củ cải nhà của cô chú Út Tâm vậy đó. Nếu mà mình không giải cứu kịp thời thì chắc là sẽ bị hư đúng không chú? Đúng rồi, cái này mới cho nên giải cứu kịp thời thì nó chín hết rồi. Dạ. Còn nếu mà để thêm bao lâu nữa thì nó sẽ hư á chú Năm? Dạ, hư nữa. Dạ, nó hư như là mình chắc phải bỏ hết luôn. Dạ. Rồi mấy ngày nay chú ra thăm mà chú thấy nó bị cái con này ăn nhiều, như chú có cách gì chữa cho nó không hay là... Nó bây giờ nó bự hết trơn rồi, đâu quá nhờ anh em bên nữ đó. Dạ. Để tiếp hỗ trợ tiếp này kia. Dạ. Để ấy thì thôi, sâu lại. À, vậy là chú có liên hệ với lại mấy chị em tụi mình đó để mà nhờ giúp đỡ và lấy tiền phân hút sâu lại. Tại vì củ cải giờ nó bị mấy con hà ăn nhiều quá đó. Dạ. Trồng cái này rất là cực luôn, nhưng mà khi bán thì người dân lại không có được tiền lời nhiều. Năm nào cũng rẻ hết. Chú trồng được mấy vụ rồi chú? Củ cải này nè. Mới có vụ này. Mới có lần đầu tiên thôi. Chú có kinh nghiệm gì chưa chú trồng vậy? Chưa có làm lần nào, giờ không có làm, mới làm lần đầu thôi. Dạ, là cũng được tháng mấy rồi. Trước đó là chú Năm trồng gì chú Năm? Trước kia tỉa bắp. Tỉa bắp hả? Lúc đó mình bán có lời không? Bắp bán cũng có lời. Dạ, có củ cải này thì chưa thấy lời. Người đợt sau chú định trồng đây nữa không? Chắc quay là tỉa bắp quá. Chắc tỉa bắp. Cái mặn này hơi khó khăn quá. Dạ, tiền phân thuốc sâu nhiều không cho nửa công đất này nè, chú có tính ra được không chú Năm?
sầu như vốn hết trơn cỡ trên 2 triệu. À, trên 2 triệu. À, lấy là chút đỉnh thôi kệ, có đỡ hơn ấy này kia chứ đỡ ra. Dạ, giống như là 2 triệu đó là tiền phân thuốc sâu rồi mình chưa tính tiền công gì của mình hết chứ là. Mình là bỏ. À, còn hạt giống thì sao chú? Thì kể như hạt giống với phân thuốc sâu cài luôn ha, cài tới mướn ta làm hết trơn bỏ hộp luôn. Dạ. Là cũng đỡ 2 triệu. 2 triệu, 2 triệu ngoài. À, là tính hết luôn. Tính hết luôn. Thì ở đây là con không biết là cái đám cải của chú tầm bao nhiêu. Chú có tính ra được không? Thì cái này chắc cũng cỡ chừng 2 tấn ngoài vậy đó. À, 2 tấn ngoài, tại vì vậy thì chú không có tính ra được hết đúng không? Dạ dạ. Thì nào giờ không có làm đó rồi mới cái này kia thì giáo nó làm nó độ cũng 2 tấn ngoài là con dạ. Nhỏ bình thường hoài đó. À. Rồi cái này cái củ cải này nè là chú mướn người nhỏ hay sao? Mướn. Dạ. Ở bên con á, khi mà nghe chú Năm tâm sự là bán củ cải không được á thì tụi con cũng rất là thương luôn. À, ngày hôm nay tụi con đến đây thay mặt cho Mạnh Thường Quân là chú Nghiệp và cô Dung thì trước mắt là sẽ giải cứu giúp cho chú á. Thì ở đây con có cái tổng cái tiền con giải cứu giúp được á là 1,5 tấn. Dạ. Thì đó là số tiền mà chú Nghiệp và cô Dung sẽ hỗ trợ trước mắt nha. Dạ, con dạ. Cũng không biết cái này làm bao nhiêu chú cũng chưa tính ra được á. Dạ, dạ. Nên là trước mắt thì Mạnh Thường Quân sẽ hỗ trợ cho chú là 1,5 tấn củ cải. Dạ. Dạ thì thường á mấy chị em tụi con đi nhổ này giúp cho dân á thì con hỏi á, là cái giá như thế nào là mọi người thấy vui rồi thì mọi người đều trả lời con là cái giá là 2.000 đồng một ký, trong đó là bao gồm là cái tiền công nhổ đó thì sẽ làm bên phía chú luôn. Rồi, rồi. Dạ với lại tiền bọc á. Dạ. Thì không biết là về phía chú Năm thì chú Năm thấy sao? Thì thấy cũng được, không có gì để như hỗ trợ tiếp chỉ là chia nhau được. Dạ. Chứ nếu mà cái này mà lỡ mà tụi con tụi con mà không tiếp được thì là chú cũng phải bó tay thôi, cũng vẫn chắc chắn đừng cho từ thiện nữa. Dạ. Là cái này là chú cho từ thiện luôn. Dạ. Chú cũng không biết làm gì chứ, khác nữa. Giờ bán hàng người ta không mua biết sao giờ. Dạ tại vì con nhổ lên thì con thấy cái củ nào nó cũng bị con dạ. Hà ăn hết trơn á. Dạ dạ nó bị hà bán ngoài thị trường nó là khó bán. Dạ. Mà nếu mà chú nhổ lên thì cũng phải mướn người ta nhổ á. Dạ dạ. Nên là cũng khó khăn. Nên ngày hôm nay thì con đến đây con cũng vui lắm khi mà được chú Nghiệp và cô Dung hỗ trợ giúp cho chú là 1,5 tấn củ cải nha. Yeah. Thì con gửi cái số tiền cho chú Năm luôn. Thì ở đây là 1,5 tấn thì chia ra 2.000 đồng một ký thì tổng luôn là 3 triệu đồng. Yeah. Thì con gửi cho chú nha. Yeah. 3, 6, 7, 8, 9. Một chú cầm giùm con trước 1 triệu. 8 và 2 triệu 8, 9, 10. Dạ rồi con xin phép thay mặt chú Nghiệp và cô Dung gửi cho chú Năm nha. Rồi, dạ. Cảm ơn con rất nhiều ha. Dạ, cũng thay mặt cho chú Nghiệp và cô Dung thì chúc cho chú Năm trồng mùa sau thì coi thuận lợi hơn nè. Rồi bán có giá hơn nha. Dạ, hy vọng là sau này nếu mà có lỡ trồng lại củ cải thì bán sẽ được tầm 10-15 ngàn ký. Dạ, dạ. Sẽ rất là lời rồi, luôn. Cảm ơn cháu rất nhiều. Dạ, chúc mừng chú nha. Dạ, dạ. Giờ mình tiếp tục nhổ hết cái số củ cải này luôn thì chú cứ tính cho con là 1,5 tấn đó. Dạ, thì dạ. Chia ra là 150 bọc. Ôi, ở đây nó có mấy cái cây thì nhiều quá. Hồi hổm ngày chú có chăm sóc nó nữa không? Hay là mình thấy rẻ quá rồi chú không có chăm luôn? Cũng có ấy, lúc hồi ấy mới đây nè, nó mới lên mưa, cái vừa nó mưa nó giọt lên á. Dạ. Vì ba cây này nó vừa lú lên nó gặp nó giọt lên chứ. Sau khi mà mình đã giải cứu thay mặt cho Mạnh Thường Quân là chú Nghiệp và cô Dung, tổng cộng ở đây thì có là 1,5 tấn củ cải, chú đã tính ra hết rồi thì ở đây là dư thêm mấy bọc nữa chú cũng gửi tặng đến cho bên hội từ thiện luôn. Dạ thì ngày hôm nay là củ cải đã có mặt trước cửa của bếp ăn tình thương rồi. Về phía bên đây thì có chú Út con ơi. Hôm nay mình cái này là nãy là chú lấy hết mấy bọc rồi chú? 6 bọc rồi đó. À 6 bọc rồi. Còn này riêng lấy lẵng. Dạ là không biết là cái này là chú Út sẽ phân phát về đâu nữa hả chú? Phát về cho chất cao chú Gà Chanh. Dạ. Mấy đồng đạo muối đang để dành. Vậy cũng như Gà Chanh nữa. Dạ. Vậy là cái này là mình đi hai nơi. Một nơi là chú Út sẽ đem về bếp ăn tình thương ở Bình Hòa. Dạ. Còn cái củ cải này thì mấy chú đem về bên Gạch Chanh. Dạ, chỗ đó có một cái chỗ từ thiện nữa hay sao chú? Có. Là mình cũng nấu cơm cho từ thiện hay sao ạ? Cái này bà sắc, bà cho ví dụ
heo tà xịn rồi dưới người ăn luôn. Dạ. Ba sắc cả nha. Dạ, cái đó gọi là cái bếp ăn luôn hay sao ạ? À, là cũng có một cái bếp ăn ở Châu Thành. Ừ. Nhưng mà mấy chú thì lấy số lượng ít thôi, lấy 6 bọc thôi. Lấy được bao nhiêu à? Dạ, lấy bao nhiêu thôi, còn cái số còn lại thì chú Út sẽ đem về bếp ăn ở Bình Hòa. Ừ. Thì bên đó là cho tới 800 đến 1000 phần nó sẽ nhiều hơn. Cho tới 800 đến 1000 phần. Dạ, cái này Kiền về tới đó cũng hơi xa. Còn cái đó? Hai bọc. Cái đó cũng người ta cho hả chú? Nào Kiền lên. Cho đi. Cho không chứ. Nè. Không. Lên. Đây luôn hả chú? Vừa cái xe này định buông ra cái nó ngã. Dạ rồi. Đây, thì mình sẽ giải thích cho các cô chú anh chị các bạn hiểu nha. Thì ở đây là mình có là tổng cộng là 1,5 tấn củ cải. Trong số đó thì chú Út còn là cái người đứng ra nhận để mà gửi về cho bếp ăn ở Bình Hòa. Nhưng mà riêng thì chú Út cũng muốn phân phát cho những cái bếp ăn khác, giống như là những cái chú bên đây thì thuộc bếp ăn ở Châu Thành, thì chú cũng muốn chia một mớ để mà hội dưới kia cũng có, mà bên phía trên đây cũng có luôn. Dạ. Thì ngoài ra thì mấy chú còn được người dân ở Cồn nè gửi tặng cho những cái trái mướp nè, hay là hủ qua, rồi thêm đậu đũa nữa, là hoàn toàn là được người dân ở Cồn mình nó gửi tặng hết luôn cho bếp ăn. Còn riêng về bên đây là cái phần này là của gia đình chú Năm Cuốn, bán không có được nên là nhờ chú Nghiệp và cô Dung giải cứu. Thì bây giờ mấy chị em tụi mình sẽ chất hết cái đống củ cải này lên xe tải nha, để mà cho chú Út còn đem về bên bếp ăn tình thương. Lên. Rồi mấy chú về hưởng lộ bình an nha. Cái chú tài xế này là chú nào vậy chú? Góp nhà. Qua được không biết. Dạ, chúc mấy chú về bình an. Này mình không biết chất không biết hết không nữa rồi. Chú Út ơi. Con biết chiến hết không? Hai chiến. Chú ơi, chú lên chú chỉnh lại đi. Tụi con không biết chất làm sao để bàn dưới nè. Cảm ơn mấy cháu mình quá giỏi. Dạ. Để giúp cho chú để có một cái số lương thực mà chú muối cái chú đợi dành ăn lâu dài. Dạ. Mấy chị em con chắc hết nổi nên có nhờ mấy anh với mấy chú ra phụ chắc lên tiếp đó. Thì cái số củ cải này thì chú Út cũng sẽ đem về chạy cơm từ thiện mà mình đã từng đến và quay cho mọi người xem rồi. Sẽ gửi tặng đến cho những cái bà con này, những người lỡ đường sẽ nhận được những cái phần củ cải thật là thơm ngon nha. Thì ở đây con cũng cảm ơn chú Út vì đã nhận cái số củ cải này giúp cho chú Hiệp và cô Dung phân phát cho mọi người nha. Chúc cho chú Út có nhiều sức khỏe nha chú. Dạ, bởi vì người, cái, người ta đến dùng cơm ở chợ cơm Trần Quý đó. Dạ. Ta cảm ơn lắm, thứ nhất là mấy anh đồng đạo, mấy người bán xấu. Dạ. Còn cảnh là đang nghèo quá. Dạ. Chúng ta cũng nhờ cái bữa cơm đó. Dạ. Cái mấy đứa cháu công nhân đó, nó ra rất là đông. Bởi vì nó mấy ngàn đứa. Cái hoạt động nó ra cái có một số thì nó có tiền nó vô quá. Quán mà có tiền còn có đằng này tu miễn phí đó. Dạ. Dạ nó nhờ cái này đằng ngoài giúp đỡ chứ lương bị tháng đó. Lương không có bao nhiêu á. Dạ. Rồi cái cho cuối tháng là tiền nước rồi tiền điện này. Dạ. Cái chút cái tuần nghiệp nó không có dư. Dạ. Cái nó nhờ nó trợ riêng cái vụ mà cơm trang phí nè. Dạ. Cái gì đằng mà cho mấy đứa cháu nó mới nó. Bởi vì còn mấy đứa con ăn học nữa đó. Dạ.
Bây giờ là rất cảm ơn mấy cháu. Dạ, con cũng cảm ơn chú nhiều lắm. Vì chiếc xe này hơi nhỏ nên là chú Út cùng với lại thêm một chú nữa sẽ chở hai chuyến nha. Thì sẽ về hết bên bếp ăn tình thương ở bên Bình Hòa luôn. Mình cũng xin chân thành cảm ơn các bạn nhiều lắm. Đặc biệt là cảm ơn chú Hiệp và cô Dung rất là nhiều đã ủng hộ cho gia đình của chú Năm Cuốn tổng cộng là 3 triệu đồng cho 1 tấn rưỡi củ cải. Xin chúc cho cô chú luôn luôn có nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và hạnh phúc nha. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn nha.